tiền. There you be. All right. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Buffalo Bill Dam, Cody, Wyoming. The tallest dam in the world in 1910. Cái đập cao nhất trên thế giới vào năm 1910. Xây dựng năm từ năm 1905 đến năm 1910 và được sửa lại năm 1985 đến năm 1993. Breathtaking view. Breathtaking view, whatever. Breathtaking view. Wow. Cháu đang chụp hình kiểu xe hai bố này nghe là hai cho to vào bố tốn tiền chở téo đến đây mà téo nói sao nhỏ thế. Có thấy cái đèn chưa? Wow, có rainbow không? Wow. Xe hai đèo. Đây là củi. Củi nó trên nguồn nó chạy xuống đến đây bị chặn lại. Tức nước chảy từ chiều nó xuống. Đây là mặt mé bên mà bị chặn nước. Mé bị chặn nước nên nó củi. Mấy con này gì đấy? Ui trời, con bọ này sao bự quá. Wow. Con này là cái con sâu. Châu xứ lạnh chứ không phải là châu nước giống Việt Nam mình. Wow.
cháu cháu quay phim một cầm quay phim chút xíu để coi có hình chú. Dì Ngọc nữa nhé, Mi vô Mi đang quay phim. Rồi, cho gì nữa? Chưa Bố, bố các bạn, you could end the video home. Chưa, đứng lại. Đứng lại, chụp hình. Ai bảo cái đầu nè không phải cái chờ đợi chút cái này nè cái này cái mắt nó phải mở ra chút đại nó vô cái nó che đi đây nó đó đại với đây cháu xoay lại đại vô đây nhưng mà vô cái nó che đi một chút xíu không that's why you take off the case bác làm gì thiếu bác làm trong này. Xa là cái thông mọc ở trên sườn núi thông nhỏ blue sky of Wyoming.